ta sẽ chọn đề số 11 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Mã đề là mã đề 203. Câu số 1, chất nào sau đây là muối trung hòa? Để chúng ta nhìn nhé. Đáp án A này, anh này là muối axit. Đáp án B anh này là muối axit có H bên trong gốc. Đáp án C anh này cũng là muối axit. Vậy cái muối trung hòa của chúng ta đó là muối KCl. Đáp án đúng là bạn D. Câu số 2, polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Đề bài hỏi chúng ta là polymer thiên nhiên nhé. Polymer thiên nhiên là polymer có nhiều trong tự nhiên. Được chưa? Vậy polymer có nhiều trong tự nhiên là gì? Styren là nhân tạo. Sorry, styren là tổng hợp. Polypropylene cũng là tổng hợp. Đúng không ạ? Propylene cũng tổng hợp nốt. Ở đây có cái thằng tinh bột. Đúng không? Là thằng thiên nhiên. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 3. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Chúng ta lưu ý nhé, AlOH 3 lần chúng ta là hydroxit lượng tinh. Được chưa? Và hòa tan được cái thằng hydroxit lượng tinh này thì có thằng axit và có thằng kiềm. Thì NaCl là muối trung hòa không hòa tan được, vứt. N2O4 không hòa tan được, vứt nốt. KCl không hòa tan được, vứt nốt. Vậy hòa tan được AlOH 3 lần là anh gì nhỉ? H2SO4. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 4. Cellulose. Câu số 4 ạ. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là. Đề bài hỏi chúng ta là công thức của cellulose là nhá. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý này, công thức của cellulose nó sẽ là C6H10O5 tất cả n lần. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 5. Dung dịch N2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Câu số 5. Dung dịch N2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Thì mình thấy này, N2CO3 này nó là thằng này có tính kiềm, đúng chưa? Vậy thì nó không thể tác dụng được với NaCl. Không thể tác dụng được với KCl. Không thể tác dụng được với NaNO3. Vậy nó chỉ có tác dụng với thằng CaCl2 để thực hiện phản ứng trao đổi để tạo thành NaCl cộng với lại CaCO3. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 6. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Vậy thì cái chất bột màu đen ấy mà có khả năng lọc không khí đấy thì chắc chắn nó là gì? Than hoạt tính nhá. Chắc chắn nó là than hoạt tính. Than hoạt tính thì mới màu đen và có khả năng lọc không khí. Đáp án đúng là đáp án D. Năm nay à, tủ cũng này, đúng không? Câu số 7. Dung dịch chất nào sau đây không có phản ứng với F2O3? Không ạ. Ở đây lưu ý đề bài bảo chúng ta là dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với F2O3. Thế thì NaOH là không thể cộng với F2O3 được. Đúng chưa? HNO3 thì có phản ứng axit, oxit bazơ. H2O4 cũng có, HCl cũng có. Vậy ở đây không là NaOH. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Không phản ứng. Câu số 8. Kim loại nào sau đây có độ cứng là cao nhất? Thế thì độ cứng cao nhất ở trong các thằng kim loại ấy, thì cái thằng mà kim loại độ cứng cao nhất là thằng chrome. Độ cứng nó bằng 9. Chỉ như sau kim cương độ cứng bằng 10. Được chưa? Vậy ở đây kim loại có độ cứng cao nhất ở đây là C, chrome. Câu số 9. Chất nào sau đây không làm mất màu trong dịch brom? Lưu ý từ là không làm mất màu trong dịch brom nhá. Vậy ở đây mình có này, acetylene mất màu, propylene mất màu, ethylene mất màu. Đúng chưa? Bởi vì làm sao? Acetylene có nối 3 mất màu. Propylene có nối đôi mất màu. Ethylene có nối đôi mất màu. Riêng metan toàn liên kết đơn. Đúng chưa? Vậy không làm mất màu dịch brom. Ở đây chúng ta là anh metan. Đáp án đúng đáp án D. Câu số 10. Số oxy hóa của chrome trong hợp chất K2CH2O7 là. Thế thì mình xác định nhé, oxy này trừ 2 này, kali này dương 1 này, trừ 2 nhân 7 bằng trừ 14, trừ 14 cộng 2 bằng trừ 12.
chia 2 bằng trừ 6. Vậy đối của trừ 6 là dương 6. Vậy số xóa của Chrome trong trận này là dương 6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 11. Tên gọi của hợp chất CH3COH là. Tên gọi của hợp chất CH3COH là. CH3COH thì không thể là axit formic được. Axit formic là HCOOH. Alkonitilic là C2H5OH không thể. Axit acetic CH3COOH. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy ý D là thỏa mãn đúng nhất. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Còn aldehyde acetic là CH3CHO cũng không thỏa mãn luôn. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 12. Các loại phân đạm đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì? Các loại phân đạm nhá. Các loại phân đạm thì đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì? Thế chúng ta lưu ý này, phân đạm thì cung cấp cho cây trồng là nguyên tố nitơ. Cái này là phần kiến thức lớp 11 nhé. Rất nhiều đứa quên. Ok, sang câu số 13. 13 này. Dẫn khí CO dư đi qua hộp sứ đựng 11,6 gam bột MeO4. CO dư đi qua hộp sứ đựng MeO4. Chúng ta tìm được số mol của MeO4 bằng 11,6 chia cho 232. 0,05 mol. 0,05 mol. Nung nóng thu được hỗn hợp khí X. Nung nóng thu được hỗn hợp X. Do CO dư này nên chắc chắn mình thu được CO2 và CO dư. Cho toàn bộ khí X, đây là hỗn hợp khí X, vào nước vôi trong dư Ca hóa 2 lần dư, thì mình thu được kết tủa. Kết tủa mình là kết tủa Ca CO3. Đề bài hỏi chúng ta là khối lượng kết tủa bằng bao nhiêu, thì chúng ta cần lưu ý này. Ta có là số mol CO2 sẽ chính bằng số mol oxy trong oxit. Oxy trong oxit chúng ta là 0,05 nhân 4 bằng 0,2. Vậy số mol CO2 bằng 0,2. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được do Ca hóa 2 lần dư nên số mol CaCO3 kết tủa chính bằng số mol CO2 là 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng là 0,2 nhân 100. 0,2 nhân 100 thì bằng 20. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 20 nhá. Câu số 14 ạ. Cho các cặp chất, số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch mà thu được kết tủa là. Thế chỗ này chúng ta cần lưu ý ạ. Chỗ này chúng ta cần hết sức lưu ý là số cặp chất mà xảy ra phản ứng trong dung dịch mà thu được kết tủa. Mình viết phương trình rồi nhá. Na2CO3 mà cộng với lại BaCl2 thì mình thu được BaCO3 cộng với lại Na2Cl. Anh ấy kết tủa, một cháu kết tủa này. NaCl nó không phản ứng với BaNO3 hai lần. Vứt. NaOH có phản ứng với H2O4 nhưng không tạo thành kết tủa. Nhá. H3PO4 không phản ứng với AgNO3 do Ag3PO4 tan trong H2O3. Vì vậy nên số cặp chất xảy ra phản ứng trong dịch mà lại thu được kết tủa, lại thu được kết tủa đây chúng ta chỉ có một phương trình thôi, là Na2CO3 cộng BaCl2 tạo thành BaCO3 cộng 2NaCl. Rất nhiều bạn nhầm là ý dễ cũng có kết tủa là sai, bởi vì cái kết tủa Ag3PO4 này thì nó tan trong H2O3 nhá. Cả nhà nhớ nhá, Ag3PO4 tan trong H2O3. Được chưa? Mình xong câu 14. Mình sang vậy là chỉ có một phương trình tạo thành kết tủa thôi. Thôi đúng đáp án D. Câu 15. Câu 15 này. Cho 10,7 gam hỗn hợp gồm 10,7 gam hỗn hợp gồm nhôm và MgO vào dung dịch NaOH dư. Khi xảy ra phản ứng hoàn toàn thì thu được hiro, số mol hiro 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Vậy ở đây chúng ta lưu ý này, được tan trong NaOH dư thì MgO không, tan chỉ có nhôm thôi. Một nhôm thì sinh ra 1,5 hiro. Vậy hoàn toàn từ số mol hiro chúng ta suy ngược lại được số mol nhôm, 0,15 chia 1,5, vậy số mol nhôm bằng 0,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của MgO bằng, mình lấy là 10,7 trừ đi 0,1 nhân 27 bằng 8 gam. 8 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 8 gam nhé. Câu số 16. Câu số 16. Cho m gam fructose, C6H12O6
tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3 dư thì ta thu được bạc. Vậy mình có này, 1 glucose thì thu được 2 bạc. Vậy mình có số mol bạc là 4,32 chia cho 108 bằng 0,04. Suy ngược trở lại tìm được số mol glu 0,04 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,02. Vậy mình tìm được số mol của glucose bằng 0,02. 0,02 nhân 180 thì bằng 3,6 gram. 3,6 đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. 3,6. Câu 17 ạ. Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Thế thì điều kiện để este trắng bạc là este có dạng HCOOR phải. Cứ những cái thằng nào có dạng HCOOR phải thì có thể thực hiện khả năng trắng bạc. Vậy hoàn toàn mình nhìn vào đây thì mình thấy rằng là trong này chỉ có anh A có dạng HCOCH3 thì nó mới thực hiện phản ứng trắng bạc được thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok nhá. Câu số 18. Cho các chất, số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch này. Cho các chất, số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch này. Anilin C6H5NH2 không có tác dụng được với NaOH. Saccharose cũng không. Glycine ạ. Glycine là cháu này ạ. H2NCH2COOH có tác dụng đúng không? Có đầu COOH tác dụng hoàn toàn đúng không? Một cháu. Acid glutamic. Acid glutamic cũng có một nhóm, có hai nhóm COOH, một nhóm NaOH cũng có tác dụng luôn. Vậy đây ta có hai cháu. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ hai cháu. Câu 19. 19. Thí nghiệm được tiến hành như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 là đây, các cháu nhìn thí nghiệm đấy ạ. Đây hình vẽ bên đây. Đây hình vẽ này xảy ra thí nghiệm đây. Đầu tiên là nước vào CaC2 nhá. Nước vào CaC2. Vậy là CaC2 mà cộng với nước thì chúng ta thu được CaOH 2 lần cộng với lại C2H2. Vậy CaOH 2 lần dưới dạng dung dịch, vậy khí thoát ra là CH2. Được chưa? Thế thì dẫn cái khí CH2 này vào dung dịch AgNO3. Thế thì ta có là CH2 mà lại cho tác dụng với lại AgNO3. AgNO3 trong NH3 thì chúng ta thu được C2Ag2. Đấy chưa? Chúng ta thu được C2Ag2, vậy thì đây là kết tủa máu vàng. Vậy dung dịch chuyển sang có kết tủa máu vàng nhạt. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Ok. Câu số 20. Câu số 20. Cho M gam một hỗn hợp gồm glycine ạ. M gam hỗn hợp của chúng ta gồm glycine, glycine và alanin. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. 1 nhân với 0,25 bằng 0,25. Vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì ta thu được gly bỏ 1 hydro cộng 1 natri. Ala bỏ 1 hydro cộng 1 natri, đúng không ạ? 26,36 gam. Thế này thì câu chuyện chúng ta trở lại thành rất là đơn giản. Chúng ta đặt số mol gly là A, đặt số mol ala là B. Gly ở đây vậy nó sẽ là A, ala đây vậy nó sẽ là B. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có cái hệ phương trình ạ. Hoàn toàn đây chúng ta sẽ có cái hệ phương trình. Hệ phương trình chúng ta đây. A cộng B thì bằng 0,25. Một phương trình nhá. Phương trình thứ hai, phương trình bảo toàn khối lượng. Gly bỏ 1 hydro cộng 1 natri này là bằng 75 cộng với lại 22 nhân A. Ala là 89 cộng với bỏ 1 hydro cộng 1 natri là cộng 22 nhân B thì bằng 26,36. Vậy tới đây chúng ta tìm A biện 1 bằng 1 bằng 0,25 bằng 75 cộng 22 bằng 89 cộng 22 bằng 26,36 bằng A bằng 0,25. Ô, lỗi. A cộng B bằng 0,25. Đây đây đây, bấm lỗi ạ. Ô, chỗ này là giá trị của M, M gam hỗn hợp 0,25 này. A cộng B glycine và alanin 1 1 0,25. Muối khan là 70, 75 cộng 22
89 cộng 22 26,35 ạ. Mắt chú lé ạ. A bằng 0,1, 26,35 ạ. B bằng 0,15 ạ. A bằng 0,1, B bằng 0,15. Vậy nên chúng ta tìm được giá trị của M nhé. Gly này, 0,1 nhân 75 cộng 0,15 nhân 89 bằng 20,85 gram ạ. 20,85 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta, giá trị của M 0,1 nhân 75 cộng 0,15 nhân 89, giá trị của M bằng 20,85. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Câu số 21. Kết quả thí nghiệm, kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Chất X vào dung dịch iốt thì có màu xanh tím. Vậy X chúng ta chỉ có thể nó là tinh bột, không thể anilin, không thể ethyl format. Chất Y vào dung dịch AgNO3 trong lớn 3 tạo kết tụ bạc. Tạo kết tụ bạc thì không thể là anilin mà là ethyl format. Ethyl format đấy, HCO CH5. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Câu 22. Câu 22 là câu khá là hay ạ. Câu 22 nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol. Hỗn hợp gồm CH4 này, CH2 này, C2H4 này, C3H6 này. Đốt cháy hoàn toàn bọn này thì thu được CO2 và H2O. Ta tìm được số mol CO2 bằng 6,272. 6,272 chia 2,4. 0,28 mol. 0,28 mol. Số mol nước là 6,12 chia 18, 0,34 mol. Đấy chưa? Thế thì mặt khác thì 10,1 gram X. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Đây, hỗn hợp X đấy ạ. Vậy mình có số nguyên tử carbon trung bình của X sẽ bằng 0,28 chia 0,16 bằng 0,28 chia 0,16 bằng 1,75. Ok chưa? Tiếp theo là số nguyên tử hydro trung bình hỗn hợp X bằng 2 lần số mol nước chia cho 0,16 thì bằng 2 nhân 0,34 chia 0,16 bằng 4,25. Vậy suy ra cái hỗn hợp X này nhá, hỗn hợp X này chúng ta có thể biểu diễn nó dưới dạng là C 1,75 H 4,25. Đấy chưa? Bây giờ đề bài bảo lấy 10,1 gram X thì ta tìm được số mol thằng này luôn. 10,1 chia cho 12 nhân 1,75 cộng 4,25 bằng 0,4. 0,4. Tác dụng với brom thì bây giờ cần tìm là số mol brom là bao nhiêu. Muốn tìm số mol brom là bao nhiêu, chúng ta cần tìm số liên kết pi bên trong này bằng bao nhiêu. Đúng chưa? Thế muốn tìm được số liên kết pi trong này thì chúng ta luôn luôn có nhé. Và mọi hydrocarbon ta để có dạng là CnH2n cộng 2 trừ 2k đúng không? Thế mà n ở đây bằng 1,75. Vậy suy ra ở đây mình có là 2 nhân với 1,75 cộng 2 trừ 2k bằng 4,25. Đến đây ta tìm được k. K bằng 4,25 trừ 2 nhân 1,75 trừ 2 bằng, thấy chưa? Chia 2 bằng k bằng 0,625. Có nghĩa một anh này ăn 0,625 brom. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol 0,4 nhân 0,625. 0,25. Vậy hoàn toàn với cái phương pháp này của chúng mình thì chúng ta tìm được giá trị của A là bằng 0,25 mol. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Mình sang câu 23 nhé. 23. Tiến hành các thí nghiệm sau. Tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là. Yêu cầu của đề bài đây là số thí nghiệm thu được kết tủa. CO sục CO2 dư và BaCl2 không hiện tượng gì xảy ra. NH3 dư và AlCl3 thì thu được kết tủa AlOH 3 lần. FeNO3 2 lần vào AgNO3 dư thì mình có Fe2 cộng cộng bạc cộng để tạo thành đây Fe2 cộng
cộng bạc cộng để tạo thành Fe3 cộng cộng bạc. Lại có thêm kết tủa nữa. Hai cháu có kết tủa nữa. Hỗn hợp Na2O và Al2O3 tỷ lệ mol 1:1, nhìn nhá. Na2O và Al2O3 tỷ lệ mol 1:1, có nghĩa anh này 1 mol, anh này 1 mol. Đầu tiên là cho vào dung dịch là vào nước thì Na2O tác dụng với nước trước để tạo thành NaOH. 1 x 2 là 2 mol. Sau đó NaOH tác dụng với Al2O3 để tạo thành Na AlO2. Đây, thằng này 2 mol, thằng này cũng là 2 mol nhôm 3 cộng nên là tác dụng hết, nên dung dịch này không có kết tủa. Loại nha. Anh này có kết tủa này. Dung dịch BaOH 2 lần dư vào Cr2S4 thì không có kết tủa ClOH 3 lần, nhưng có kết tủa Ba2 cộng cộng S42 trừ để tạo thành kết tủa Ba2S4. Nha, có kết tủa. Cho hỗn hợp bột đồng Fe3 4 tỷ lệ mol 1:1 bằng dịch HCl dư. Đây, và nhìn nhá. Hỗn hợp của bột đồng và Fe3 4, đây cả nhà nhìn vào đây. Hỗn hợp bột đồng và Fe3 4 thì ta có đây. Và đồng là 1 mol. Fe3O4 cũng là 1 mol. Bây giờ cho vào HCl dư. Thì mình có Fe3 4 cộng HCl để tạo thành hỗn hợp gồm FeCl2 và FeCl3, thằng này là 1 mol, thằng này là 2 mol. À đâu, sorry. FeO đúng không? Bây giờ cho tác dụng với đồng ạ. Thì mình có là sắt 3 cộng. Đúng không? Ăn đồng để tạo thành sắt 2 cộng. Cộng đồng 2 cộng. Thì đồng lên 1 mol. Tỷ lệ 2 1 hoàn toàn hết, đồng bị hòa tan hết. Vậy anh này cũng không có kết tủa. Vậy hoàn toàn ở đây chốt lại chúng ta sẽ có các anh B, C, E là có kết tủa. 3 anh. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. B, C, E. Đáp án đúng đáp án C. Câu 24 nhá. 24. Thủy phân hoàn toàn agam triglycerid. Thủy phân hoàn toàn agam triglycerid CXHIO6 trong dung dịch NaOH thu được glycerol C3H8O3 và dung dịch chứa mg muối gồm natri stearat C17H35COONa và natri palmitat C17 palmi là C15H31COONa và C17HiCOONa. Thế thì hoàn toàn ở đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử carbon mình tìm được X. Đúng không? Vậy mình có này, anh này sẽ là số nguyên tử carbon bao nhiêu? 17 cộng 15 cộng 17. 17 này, chỗ này chú ý phải cộng 1 ở đây nhá. 1 cộng 15 cộng 1 cộng 17 cộng 1 cộng 3 trừ đi. Đấy, được chưa? Vậy đây là C55 nhá. Anh này là C55. C55. H. Ở chỗ này phải đặt HZ rồi, không à, chỗ này không phải đặt HZ rồi. H mình cũng bảo toàn được được hydro đấy ạ, bảo toàn hydro. 35 cộng 31 cộng y. 35 cộng 31 bằng 66, 66 cộng y cộng 8. 74 cộng y trừ 1. Đúng không? Đây nhá, 35 cộng 31 cộng y cộng 8 trừ 1. Vậy là mình còn là 74 trừ đi 1 thì còn 73 cộng y O6 ạ. Đốt cháy hoàn toàn thằng này. Đây đốt cháy là cộng với lại oxy ạ. Thì cần 1,55 mol thu được CO2 H2O. Tìm được số mol CO2 là 1,1. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, mình tìm được số mol của thằng triglycerid là 1,1 chia cho 55. 0,02 mol. 0,02 mol. Vậy thì hoàn toàn tới đây ạ. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được Y luôn. Đúng không? Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được Y luôn. Nhá. Mình đi à, số mol nước. À chưa biết được số mol nước, biết được số mol O2 thôi. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy, mình đi tìm số mol nước 0,02 nhân 6 cộng với 1,55 nhân 2 thì bằng 1,1 nhân 2 cộng số mol nước. Đến đây chúng ta tìm được số mol nước 0,02 nhân 6 cộng 1,55 nhân 2 trừ 1,1 nhân 2 bằng 0,2 nhân 6
cộng 1,55 nhân 2 trừ 1,1 nhân 2 bằng 1,02 ạ. Số mol nước 1,02. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử hydro. Số nguyên tử hydro 73 cộng Y sẽ bằng 2 nhân 1,02 chia 0,02 bằng 2 nhân 1,02 chia 0,02 bằng 102. Vậy hoàn toàn tới đây, tới đây thì chúng ta sẽ tìm được Y, suy ra Y bằng 102 trừ 73 29. Y bằng 29. Bây giờ đến đề bài bảo chúng ta là xác định giá trị của M. Đây, giá trị của M tất cả khối lượng mol này, đúng không ạ? Giá trị của M, thế mà số mol này là 0,02 nhé. Thằng này là 73 cộng Y thì mình biết bằng 102 rồi. Một anh này đến 3 anh này. Và số mol nó 0,02, suy ra anh này bằng 0,06. Suy ra anh này bằng 0,02. Vậy tới đây chúng ta bảo toàn khối lượng là chúng ta sẽ tìm được M muối, đúng không ạ? Bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng của triglycerid 0,02 nhân phân tử khối. Khối lượng của chất béo cộng khối lượng của NaOH bằng khối lượng của glycerol cộng với M muối. Hoàn toàn đây ta có khối lượng của chất béo bằng 0,02 nhân phân tử khối. Phân tử khối của cháu này bằng 55 nhân 12 cộng 102 cộng 16 nhân 6 858 ạ. 858. MNaOH là 0,06 nhân 40 bằng MGLY là 0,02 nhân 92 cộng M muối. Và hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được M muối ạ. 0,02 nhân 858 cộng 0,06 nhân 40 trừ 0,02 nhân 92 bằng 17,72 gam. 17,72 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 17,72 gam. Ok ạ. Câu 25 nhá. Cho kim loại M và các chất XYZ thỏa mãn sơ đồ sau. X cộng clo nhiệt độ thì tạo M cộng clo nhiệt độ thì tạo thành X. Chưa nói lên được gì cả. X. Thôi chết rồi, đề này thiếu rồi các cháu ạ. Đề này bị thiếu rồi, đề này bị lỗi rồi. 25 đề bị lỗi nhá, thiếu mất rồi. Câu 26. 25 thiếu như vậy thì phải bỏ thôi. 26. Tiến hành các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có ăn mòn điện hóa học là ăn mòn điện hóa học thì nó phải thỏa mãn là gì nhỉ? Hai điện cực khác nhau mặt bản chất. Gang hai điện cực là sắt carbon khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly có ăn mòn điện hóa. Sắt với sắt 3 Fe cộng Fe3 cộng để tạo thành Fe2 cộng, không có hai điện cực chỉ có một điện cực loại. Nhôm vào COS4 thì nhôm cộng với đồng 2 cộng để tạo thành nhôm 3 cộng cộng với đồng, đồng bám vào nhôm, hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly thỏa mãn đúng không ạ? Có Fe vào dung dịch CuNO3 hai lần cũng tương tự nhá, mình có là Fe tác dụng với đồng 2 cộng thì tạo thành Fe2 cộng cộng với đồng, hai điện cực khác nhau tiếp xúc, hai điện cực bản chất khác nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly có mòn điện hóa. Nhôm và sắt hai điện cực khác nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau nhưng trong môi trường không phải chất điện ly, không có mòn điện hóa. Vậy chỉ có A, C, D. A, C, D. Vậy là có 3. 3 hiện tượng ăn mòn điện hóa. 3 hiện tượng ăn mòn điện hóa thôi. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 3. 3 hiện tượng ăn mòn điện hóa. Ok. Cái câu 27 này cũng bị lỗi rồi. 27 này chúng ta cũng không có số liệu. Thiếu, thiếu mất cột số liệu ở đây. Nha. Lát nữa chúng mình sẽ kiểm tra lại. Câu 28. 28. Thực hiện thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là. Ở đây chúng ta có này. Sục CH3NH2 vào CH3COH thì ta thu được CH3COONH3CH3 có xảy ra phản ứng. Đun nóng tinh bột trong dịch H4 loãng là thực hiện phản ứng thủy phân, có xảy ra phản ứng. Sục khí hydro vào nồi kín chứa triolein, triolein là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5
Anh này có nối đôi CC nên chắc chắn cộng với hydro. Có, sẽ đáp án được. Nhỏ vài giọt nước brom và dung dịch anilin có để tạo nên kết tủa màu trắng. Kết tủa màu trắng. Cho dung dịch HCl và dung dịch axit glutamic. Axit glutamic chúng ta có hai nhóm COH và một nhóm NH2. Thì nhóm NH2 này sẽ tác dụng HCl. Vậy là có, sẽ đáp án được. Methyl format là HCOOCH3. Có đầu HCOO. Vậy cũng có tráng bạc với AgNO3 trong NH3. Có, sẽ đáp án được. Nốt với mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chất, 6 thí nghiệm sẽ đáp án được. Đáp án đúng chúng ta, đáp án C. Ok. Câu 29. Cho các chất, số chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 là. Số chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 là. Nhìn nhá, NaOH ăn được FeCl3 để tạo thành FeOH 3 lần, một cháu. Đồng tác dụng được với FeCl3 để tạo thành đồng 2 cộng, cộng với lại sắt 2 cộng, hai cháu. Bari tác dụng với nước để tạo thành BaOH 2 lần, 3 cháu. Sắt tác dụng với sắt 3, 4 cháu. Bạc cộng cộng với Cl trừ, 5 cháu. NH3 cộng nước tạo thành OH trừ, OH trừ cộng sắt 3 cộng. Tất cả sẽ các cháu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cháu ạ. Chúng ta tổng cộng có 6 cháu đều tác dụng được với FeCl3. Ok.